đầu chứ đúng đúng không? không? Đó, thì như Vậy vậy chúng ta ta thấy thấy là là cái cái quảng quảng cáo cáo này này rất rất là là ổn, hiệu hiệu quả quả đến phần trăm 99%. đấy, Đấy, và và chỉ cái hết có cuốn 499 nghìn mà chỉ trị được tóc tóc rụng rụng, trị mới hói đầu đầu thì có có lẽ lẽ là là nhiều người người cũng sẽ sẽ sẵn sẵn sàng. sàng. Còn Còn bên bên bệnh bệnh viện viện cấy cấy tóc tóc này, trị tóc tóc rụng rụng hiệu hiệu quả quả sự sự thật, thật à, cái này là dường như là người đó đó đang đang quảng quảng cáo cáo về về cái cái sản việc phẩm là viết bán bài tư tư vấn, vấn, còn còn đây đây là là bán bán một sản sản phẩm phẩm hay hay là là một một cái cái giải giải pháp pháp lộ liệu trình trình nào nào đó. đó. Còn Còn hôm hôm nay nay sao? sao? Chữa Chữa hói hói đầu đầu hôm hôm nay nay sớm sẽ ngay tại tại nhà nhà 100% 100% người hài lòng. Đấy, chữa hói hói đầu đầu sớm ngay ngay tại tại nhà. nhà. Năm Năm nay thấy là là trong trong ba ba quảng quảng cáo cáo này này các các bạn bạn thấy thấy thích thích quảng quảng cáo cáo nào nào nhất nhất ạ? ạ? Các Các bạn bạn thích thích là là số số 1, 1, số số 2 2 là là số số 3? 3? À, À, trong trong ba ba cái cái này này các các bạn bạn thích thích cái cái nào? nào? À, À, các các bạn bạn cho cho là là cái cái nào nào phù phù hợp hợp nhất nhất với với người người dùng? dùng? Các Các bạn bạn đoán đoán đi. đi. Trả lời đi Xem xem là là cái cái 1, 1, cái cái 2 2 là là cái cái 3, ba, các các bạn bạn gõ gõ số số vào. vào. Các Các bạn bạn thấy thấy cái cái nào nào hợp hợp lý lý nhất? nhất? Khi Khi gõ gõ từ từ là là trị trị tóc tóc rụng rụng thì thì cái cái nào nào phù phù hợp hợp ý ý định định tìm tìm kiếm kiếm với với người người dùng dùng nhất? nhất? À, À, có có một một bạn bạn nói nói là là cái cái số số 2. 2. À, À, còn còn các các bạn bạn khác khác thì thì sao? sao? Bạn Bạn Thanh Thanh Hường Hường nói nói là là cái cái số số 2. 2. À, À, bạn bạn ưu ưu thiên thiên nhiên nhiên bảo bảo là là cái cái số số 2. 2. Cái Cái nào nào sẽ sẽ được được nhấp? nhấp? Cái Cái nào nào sẽ sẽ được được nhấp nhấp vào? vào? À, cái nào sẽ được Nào sẽ nhấp được vào? nhấp Và vào? cả, Và nếu nếu là là các bạn thì các bạn các sẽ bạn nhấp sẽ vào nhấp cái vào số cái số 2. 2. Một số Một bạn, bạn, có có một một bạn bạn nó nó số số 1 1 và và đa đa số số là là bỏ bỏ số số 2. 2. À, À, như như vậy, vậy, đối đối với với lại lại các các bạn bạn cho cho rằng rằng cái cái số số 2 2 này này là là ok ok nhất nhất đúng đúng không? không? À, À, trị trị tóc tóc rụng, rụng, nam nam cho cho rằng rằng là là trị trị tóc tóc rụng rụng thì thì cái cái ông ông tóc tóc rụng rụng với với lại lại hói hói đầu đầu này này là là 1 1 hay hay là là 2 2 nhỉ? nhỉ? Đối Đối với với lại lại cái cái hói hói đầu đầu có có nghĩa nghĩa là là rụng rụng rồi, rồi, đúng đúng không? không? Rụng Rụng rồi rồi thì thì mới mới sinh sinh ra ra hói hói đầu. đầu. Mà Mà hói hói đầu đầu rồi rồi thì thì bây bây giờ giờ tìm tìm cách cách để để mọc mọc tóc, tóc, đúng đúng không không ạ? ạ? Còn Còn cái cái ông ông mà mà trị trị tóc tóc rụng rụng thì thì có có nghĩa nghĩa là là tóc tóc người người ta ta đang đang vẫn vẫn ngon ngon nhưng nhưng mà mà chẳng chẳng qua qua lúc lúc mà mà chải chải ấy, ấy, hay hay là là gội gội ấy, ấy, thấy thấy nó nó ra ra nhiều nhiều tóc tóc quá quá đúng đúng không không ạ ạ cả cả nhà? nhà? Chưa Chưa bị bị hói, hói, chưa chưa ấy ấy mới mới hói. hói. Nhưng Nhưng mới mới là là đang đang trên trên đường đường hói hói thôi. thôi. Đấy, Đấy, thì thì trong trong trường trường hợp hợp này này thì thì rất rất có có thể thể là là người người ta ta sẽ sẽ quan quan tâm tâm đến đến cái cái số số 2. 2. Đấy, Đấy, rất rất có có thể thể là là người người ta ta quan quan tâm tâm cái cái số số 2. 2. Vì Vì là là thực thực sự sự là là người người ta ta trị trị cái cái chữ chữ là là trị trị tóc tóc rụng, rụng, nghĩa nghĩa là là người người ta ta đang đang còn còn tóc. tóc. Đấy, Đấy, cái cái ông ông số số 2 2 này này thì thì có có vẻ vẻ là là ok ok hơn. hơn. À, À, thì thì Nam Nam sẽ sẽ thử thử vào vào cái cái số số 2 2 luôn luôn nhé. nhé. Thì nhấp Nhấp vào vào xem xem là là cái cái số số 2 2 thế thế nào. nào. À, À, thì thì ông ông số số 2 2 này này thiên thiên về về việc việc là là tư tư vấn vấn cho cho cái cái người người rụng rụng tóc. tóc. À, À, việc việc là là tư tư vấn vấn cho cho người người rụng rụng tóc tóc hơn hơn là là việc việc chạy chạy quảng quảng cáo cáo bán bán một một sản sản phẩm phẩm gì gì đó. đó. Thì Thì để để xem xem ông ông này này tư tư vấn vấn như như thế thế nào. nào. À, À, có có đúng đúng không không nhá? nhá? Rồi Rồi đưa đưa chưa chưa xác xác định định là là nguyên nguyên nhân nhân rụng rụng tóc tóc này. này. Đấy, Đấy, ông ông này này chưa chưa hói hói mới mới là là tóc tóc rụng rụng thôi. thôi. Đấy, Đấy, ok. ok. Và Và cuối cuối cùng cùng vẫn vẫn là là một một cái cái sản sản phẩm phẩm nào nào đó. đó. Tôi Tôi muốn muốn tìm tìm hiểu hiểu về về phương phương pháp pháp này. này. Cuối Cuối cùng cùng vẫn vẫn là là một một cái cái gói dịch vụ. À, vẫn là cái gói gói dịch dịch vụ. vụ. Nha. Nha. À, À, rồi, rồi, à, các các bạn bạn đã đã đoán đoán rất rất là là đúng. đúng. À, nếu Nếu mà mà vừa vừa nhìn nhìn qua qua thì thì chúng chúng ta ta thấy thấy rằng rằng là là nếu nếu như như này này thì thì cái cái đầu đầu tiên tiên có có vẻ vẻ là là ổn ổn đúng đúng không? không? À, À, nhưng nhưng nếu nếu như như Nam Nam cho cho rằng rằng là là nếu nếu ông ông trị trị tóc tóc rụng rụng này này sẽ sẽ hiệu hiệu quả quả hơn hơn rất rất nhiều, nhiều, nếu nếu như như ghi ghi là là trị trị tóc tóc rụng rụng hiệu hiệu quả quả đến đến 99%, 99%, chỉ chỉ 499K 499K chúng chúng ta ta nỗi nỗi lo. lo. Đấy, Đấy, thì thì nếu nếu như như Nam Nam thấy thấy là là đây đây là là tóc tóc rụng rụng thay thay vì vì hói hói đầu đầu thì thì là là tóc tóc rụng rụng thì thì đây đây là là một một quảng quảng cáo cáo hiệu hiệu quả. quả. Dạ, Dạ, vì vì người người ta ta luôn 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 muốn muốn là là tìm tìm cái cái thứ thứ họ họ cần cần mà mà giải giải quyết quyết được được cái cái vấn vấn đề đề mà mà họ họ đang đang lo lo với với một một chi chi phí phí thấp thấp nhất, nhất, yên yên tâm tâm nhất nhất thì thì đây đây là là một một quảng quảng cáo cáo Nam Nam cho cho rằng rằng nó nó ổn ổn nhất. nhất. Chỉ Chỉ có có điều điều là là nó nó không không liên liên quan quan thôi. thôi. Cái Cái chỗ chỗ quan quan trọng trọng nhất nhất thì thì nó nó lại lại
một đằng ấy là rất là an toàn, một đằng thì rất là không an toàn. Khớp mở rộng và khớp chính xác, khớp chính xác thì rất là an toàn, khớp mở rộng thì không an toàn, nên ta chọn cái ở giữa nhá. Sau đó chúng ta bấm vào thêm từ khóa. Thì bây giờ các từ khóa chúng ta đã có ở đây rồi, thì chúng ta phải nhớ là khi mà chúng ta tạo thì chúng ta đang nắm rõ cái ý định tìm kiếm của những người này. Ý định tìm kiếm người này là đang đi tìm cái gì, và bây giờ chúng ta sẽ tạo chiến dịch để nhắm đến họ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào tạo chiến dịch. Các bạn rõ về ý định chưa? Cái này liên quan đến của phòng marketing, cái nghiên cứu về ý định tìm kiếm là cái của phòng marketing phải nghiên cứu nhé. Còn cái đây nào cũng gợi ý luôn cho những bạn làm phòng marketing để các bạn có thể tự làm được, hay là các bạn chạy quảng cáo cũng bạn cũng thể biết, đó là dùng bat.google.com như thế này. Được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ vào đây, rồi sau đó là chúng ta sẽ gõ là hãy cho tôi biết ý định tìm kiếm của người gõ từ khóa biệt thự sân vườn. Đấy, thì khi mà Nam hỏi như thế này thì thay vì là Nam ngồi Nam đoán Nam nghĩ, thì Nam có thể hỏi AI xem là nó nghĩ như thế nào, thì lấy cái AI để làm tham khảo. Rất có thể là người ta quan tâm đến biệt thự sân vườn, người dùng có thể đang tìm kiếm cái biệt thự sân vườn là gì, các đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của loại hình nhà này. Đó. Người ta có thể đang tìm kiếm mẫu, đúng không? Người ta có thể đang tìm kiếm một cái đơn vị thiết kế thi công. Người ta có thể đang tìm kiếm về giá biệt thự sân vườn. Như vậy, người ta đang có rất nhiều ý định, rất nhiều loại ý định trong cái quảng cáo này. Cho nên, giả sử như thế này là mỗi cái, đây có bốn ông. Giả sử mỗi ông này chiếm 25%, thì quảng cáo của bạn, bạn đang lọc ra để lấy được cái 25% này. Nên là bạn sẽ phải đối diện với việc là có những người họ đang ở cái nhóm này, họ đang không phải là khách hàng của bạn, nhưng người ta cũng gọi từ khóa này. Đó. Thì trong các từ khóa khác cũng vậy. Đó. Các bạn nói cho, có cần Nam nghiên cứu những cái từ khóa khác để làm ví dụ cho các bạn không? Các bạn gửi cho Nam các từ khóa của các bạn đi, Nam sẽ lọc cho các bạn. Thử lấy ví dụ cho các bạn. Đó. Được chưa? Cần lấy ví dụ thêm không ạ? Để cho các bạn hiểu không ạ? Thì nếu như chúng ta muốn lọc ra cái đối tượng này thì chúng ta phải viết cái quảng cáo nhắm người này, và chúng ta chọn đối tượng phải làm sao mà đối tượng đó phải là thuộc đối tượng này. Còn nếu không, một quảng cáo chúng ta đang hiển thị rất ba ông này thì nó thực sự là chúng ta sẽ mạo hiểm. Còn cái cách làm như thế nào thì thực sự là nó cần phải có cái cài đặt nó phù hợp ở bên trong để loại bỏ những ông không tiềm năng đi. Có bạn là bạn ấy ghi là marketing tổng thể, bạn ghi là túi niêm phong, chúng ta chỉ ưu tiên những người mà đang bán hàng một sản phẩm gì đó đi, thì những người đang bán hàng gì đó nhé. Thì bây giờ giả sử như có bạn bạn bảo là thầy nghiên cứu dùm cái từ là túi niêm phong, dầu thủy lực vân vân, thì để bây giờ Nam sẽ ghi tạm cái này để cho nó vào cái này nhé. Nam đang ghi tạm cái này để cho nó xong cái phần chiến dịch này, để nó không bị ảnh hưởng. Nó không bị ảnh hưởng. Nếu như bây giờ cái túi niêm phong chẳng hạn, để Nam xem là cái túi niêm phong này như thế nào nhá. Đấy, ví dụ Nam vẫn đang nghiên cứu là Hồ Chí Minh, túi niêm phong này thì sao? Thì có những lượt tìm kiếm như thế này, cái người đang gõ túi niêm phong thì khả năng người ta đi mua hàng luôn, đi mua cái túi này. Người ta đang đi mua cái túi này. Thì bây giờ Nam sẽ làm nhanh cho các bạn xem. Đó. Làm nhanh cho các bạn xem. Túi niêm phong. Đó. Thì nó sẽ ra những cái từ khóa liên quan đến túi niêm phong. Túi niêm phong trong trút, túi niêm phong Viettel Post vân vân, đúng không ạ? Túi gói hàng niêm phong. Đây tất cả những cái từ khóa như thế này. Còn nếu mà các bạn nào bảo là tôi muốn là những cái từ khóa nào phải nhất định phải có cái từ túi niêm phong viết liền như thế này, thì ở đây chúng ta sẽ cho một cái dấu ngoặc kép ở hai đầu. Thì như vậy nó sẽ lọc ra những cái từ khóa mà chắc chắn là phải có cái từ túi niêm phong. Được chưa? Đấy, các bạn rõ không ạ? Thì giả sử như ở đây thì chúng ta sẽ tạo đi rất là nhanh. Những người này thì cái ý định người ta rất là rõ rồi. Đó là những người này đang là những người đang bán hàng online, ví dụ như vậy. Và người ta sẽ cần đến những cái túi niêm phong. Có thể là túi niêm phong giá rẻ, túi niêm phong giá xỉ, túi niêm phong chống sốc, vân vân. Đấy. Rồi. Thì nếu như thế này chúng ta rất là dễ để chúng ta xem cái ý định tìm kiếm người ta. Và nếu bây giờ chúng ta bảo là tôi cũng không chắc là những gì tôi nghĩ nó đúng, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhờ Google tìm hiểu ta luôn,
là xem là ý định tìm kiếm người dùng là gì. Đấy, thì khi mà Nam viết bài để sao thì Nam cũng phải quan tâm đến ý định tìm kiếm. Như vậy là chúng ta thấy là ý định tìm kiếm mua sắm là để đến đầu tiên. Đấy, thì đây là nhóm người có ý định tìm kiếm phổ biến nhất. Đấy, người ta quan tâm đến cái điều như thế này. Được. Thứ hai là tìm hiểu về thông tin. Có thể tìm hiểu thông tin về túi niêm phong, chẳng hạn như là cách sử dụng, cách bảo quản các loại túi niêm phong. Có người quan tâm đến so sánh giá, ví dụ như là top 5 hay là muốn so sánh cái túi niêm phong này hay là túi niêm phong kia, phù hợp với túi tiền của mình. Đấy, rồi tìm đại lý, nhà phân phối về túi niêm phong. Đấy, bạn rõ không? Thì đây là cái công cụ của bác, nó rất là ổn, rất là hay để cho chúng ta thêm những cái dữ liệu để trong cái suy nghĩ chúng ta nó không bị bỏ qua những cái ý quan trọng. Đấy, các bạn thấy là công cụ của bác này tuyệt vời không? Nếu bạn thấy công cụ của bác này tuyệt vời, chúng ta một lần nữa phải cảm ơn Google đấy. Google đã tặng chúng ta không cái công cụ này. Đối với ChatGPT chúng ta cần phải trả tiền nhé. Ở bản 3.5 thì chúng ta miễn phí, nhưng mà khi mà chúng ta dùng ở bên 4, bản 4 thì chúng ta phải trả tiền đấy. Trong khi đó thì công cụ của bác rất là xịn như thế này, thì chúng ta lại không cần phải mất tiền, chúng ta vẫn được sử dụng ngay trên cái mail của chúng ta. Đấy. Tuyệt vời đúng không? Rồi thì bây giờ nếu như chúng ta muốn chạy quảng cáo những cái từ liên quan đến túi niêm phong thì Nam cũng làm tương tự như vậy, nó rất là đơn giản. Ta chỉ việc là lúc này thì Nam chỉ cần là thêm vào chỉ hiện tại thôi. Đấy, sau đó là Nam sẽ chọn túi niêm phong như thế này, cũng khớp cụm từ và Nam chọn thêm như thế này, nó rất là hay. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Thì tại sao trong cái việc mà Nam làm ở đây cũng là lý do mà vì sao Nam nhận dịch vụ set up quảng cáo cho người khác mà Nam làm rất là nhanh, nhiều khi chỉ khoảng 1 tiếng 2 tiếng là Nam đã làm xong một quảng cáo của người khác rồi, vì Nam rất là nhanh, vì Nam đã biết được những cách để Nam làm. Đấy, chỉ có lâu là trên website chúng ta phải trình bày như thế nào để cho nó hấp dẫn thôi. Đấy, còn trên Google Nam làm rất là nhanh, và nhìn quảng cáo của ai đó cái là Nam biết là nó đang có vấn đề gì. Thì đó cũng là cái mà trong nếu như các anh chị em nào học học chuyên sâu thì Nam cũng sẽ có cơ hội đồng hành với anh chị em hơn nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái nhiều cái câu chuyện để chúng ta nói hơn. Đấy, thì đây Nam đang nói một cách chung chung và hy vọng là các anh chị em ở đây đang có 120 các anh chị em đang xem thì các anh chị em cũng có thể làm theo được. Đấy, các anh chị em thấy làm theo được đúng không? Đấy, còn có bạn nhiều bạn gửi cho Nam những cái như là vé du thuyền sông Hàn, dầu thủy lực, xe đi tỉnh có tài xế, sơn nền, epoxy vân vân, cao dược liệu vân vân, thì các bạn cũng làm tương tự như vậy trong lúc mà Nam đang làm, các bạn trên máy tính các bạn cũng thể làm theo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cách tạo chiến dịch. Như các bạn vừa thấy thì sau khi mà Nam đã chọn ở đây thì Nam đã chọn cái là lập kế hoạch. Đấy. Lập kế hoạch rồi sau đó là Nam làm rồi đặt tên thôi, nó rất là đơn giản. Thì bây giờ sau khi mà đã làm như vậy thì chúng ta đã có những cái chiến dịch ngay ở ngoài này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đã có những chiến dịch ngay ngoài này rồi thì việc chúng ta là cần quay trở lại để ra ngoài chiến dịch. Đấy, để chúng ta xem. Thì hiện tại thì Nam đang đặt tên tạm cho cái chiến dịch này là chữ HN, cứ đặt bừa như vậy. Đấy, thì rồi bây giờ Nam muốn là chạy quảng cáo cho khu vực Hồ Chí Minh thì Nam sẽ sửa lại là Hồ Chí Minh, được chưa? Và bây giờ chúng ta cần phải set up lại cái chiến dịch này sao cho nó hiệu quả. Thì đầu tiên là chúng ta đi vào đây và chúng ta bấm vào cái dấu bánh răng như vậy. Thì tại đây chúng ta đang đặt tên chiến dịch là Hồ Chí Minh và chúng ta hoàn toàn có thể đặt lại tên. Bây giờ chúng ta cứ để tạm là Hồ Chí Minh đã nhá. Chỗ này thì mục tiêu thì chúng ta hãy chọn là tùy chỉnh cài đặt mục tiêu của tài khoản là mặc định nhá, mặc định luôn. Đấy, còn thứ hai là cái này chúng ta tùy chỉnh, còn cái này chúng ta mặc định. Đấy, thì chúng ta cứ để mặc định đi, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn đối với một số anh chị em muốn là tùy chỉnh thì bấm vào đây và chọn cái mục tiêu gì đó. Giả sử chúng ta muốn là có nhiều lượt mua hơn hay là nhiều lượt liên hệ ở trên website hơn thì tùy chúng ta. Ở đây thì Nam đang để mặc định là như vậy. Thứ nữa là thu nạp khách hàng. Ở tại phần này chúng ta có thể bỏ qua. Đó. Tiếp theo là phần mục tiêu tiếp thị. Chúng ta nên chọn là khách hàng tiềm năng. Nếu như có một số nơi cái này thì Nam sẽ giải thích cho các anh chị em luôn. Nếu như mà chúng ta muốn là có nhiều người đặt hàng ở trên website hoặc là trên ứng dụng chúng ta thì chúng ta chọn mục tiêu doanh số nha. Còn nếu mà chúng ta bảo là tôi muốn là có nhiều người gọi cho tôi hơn, tôi muốn là nhiều người chat Zalo với tôi khi đi vào website thì ok, chúng ta sẽ chọn là khách hàng tiềm năng, được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào lưu lại. Còn nhớ là chúng ta không chọn
cái việc là lưu lượng truy cập trang web để làm gì cả. Chúng ta phải cần, cái chúng ta cần là khách hàng tiềm năng, hãy nhớ như vậy nhé. Còn không hướng dẫn mục tiêu thì quảng cáo chúng ta gần như là chúng ta không nói cho Google biết chúng ta cần gì, thì khi đó thì quảng cáo Google có thể là cũng không hiệu quả nhé. Chúng ta sẽ chọn là khách hàng tiềm năng. À, mọi người hiểu chưa? Mọi người có thấy có dễ hiểu không ạ? À, đoạn vừa rồi Nam có nói dài, nói nhanh quá không? Mọi người thấy dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu bấm cho Nam chữ này dễ đi ạ. À, và Nam đang giảng rất là chậm đúng không? Giảng rất là chậm và rất là phù hợp với lại đa số các anh chị em mới đúng không ạ? Đó rồi. À, tiếp theo là chỗ phần vị trí. Ở chỗ phần vị trí thì chúng ta thấy là nó mặc định là cả Việt Nam đó, cả Việt Nam thì chúng ta sẽ chỉ lại vì chúng ta chỉ nhắm đến khu vực Hồ Chí Minh thôi, cho nên chúng ta sẽ gõ là Hồ Chí Minh. À, hai các bạn hiểu không? Sau đó bấm mục tiêu. Thì ở tại Hồ Chí Minh nó đã bấm mục tiêu thì phần tìm kiếm nâng cao thì nó hơi nâng cao nên chúng ta sẽ bàn sau. À, chúng ta chọn Hồ Chí Minh thì chúng ta cứ chọn Hồ Chí Minh đã. À, tiếp tục là phần mục tiêu thì chúng ta sẽ chọn là sự hiện diện, chọn cái thứ hai nha. Tức là những người phải đang ngồi ở Hồ Chí Minh mới nhìn thấy quảng cáo. Người không ngồi ở Hồ Chí Minh thì không thấy quảng cáo. Đấy. Xong cái phần là vị trí. Đến phần ngôn ngữ chúng ta chọn tất cả ngôn ngữ. Phần ngân sách thì chúng ta chọn bao nhiêu mỗi ngày. Thì tùy theo là cái từ khóa nó có đắt hay không. Đối với trường hợp này thì Nam cứ để trước là 200 nghìn. Rồi sau này khi mà Google nó gợi ý chúng ta là cần phải tăng lên thì chúng ta nghe theo Google vẫn được nha. Miễn là nó không phải là 20 nghìn một ngày là được. Với số tiền nó nhỏ quá nó không thể chạy được nhá. Chúng ta cũng giống như đổ xăng cho xe mà chúng ta đổ có một muỗng xăng thôi. Chúng ta bảo là đi có một đoạn này cũng chỉ cần một muỗng xăng chứ mấy. Thì thật ra là nếu mà đã có một bình xăng rồi, hay một chai xăng rồi thì chạy có một đoạn này nó cũng chỉ hết một muỗng xăng, nhưng ta không thể chạy theo cách là đổ một muỗng xăng vào để khởi động cái xe để chạy được đúng không ạ? Đó, vấn đề ở đây là chúng ta cần phải đưa một ngân sách nó phù hợp. Ví dụ Nam cho là 200.000 một ngày. Phần đặt gác thầu này thì chúng ta sẽ chọn là tối đa hóa chuyển đổi. À, nếu như bình thường không làm gì cả thì nó sẽ là tối đa hóa chuyển đổi. Chuyển đổi là gì? À, chỗ này Nam sẽ giải thích cho anh chị em nha. Chuyển đổi là mục tiêu của chúng ta. Đấy. Nhưng mà chuyển đổi là gì? À, chuyển đổi là cái gì? À, chuyển đổi là những chuyển đổi là những hành động có hành động có giá trị của khách hàng trên quảng cáo của chúng ta, trên quảng cáo hoặc là trên website của chúng ta. Đấy, các bạn rõ không? Thì tức là người ta đi vào website chúng ta, họ nhấp vào Zalo, họ nhấp vào cuộc gọi để họ gọi chúng ta, thì đó được gọi là một chuyển đổi. Đấy, ví dụ như họ đi vào đây, họ có thể nhấp vào Zalo, đúng không? Nhấp Zalo thì ra Zalo của Nam đúng không? À, hay là họ lại bấm cuộc gọi để họ gọi cho Nam đúng không? Thì đó cũng là lượt nhấp, mà cái hành động đó được gọi là hành động có giá trị. À, hay là có những người họ đi vào một cái giao diện nào đó và họ bảo là ồ, tôi thích cái giao diện này quá, tôi sẽ bấm vào mua ngay hay là đăng ký làm theo mẫu này, thì cái người mà nhấp vào cái ô này để mà đi ra cái phần mà đặt hàng ấy thì sẽ là những người mà có cái hành động Nam cho là những hành động có giá trị. Đấy không? Rồi có những người thì người ta lại có những hành động là người ta đi vào website chúng ta, họ ở lại rất là lâu, họ ở lại rất là lâu. Nếu mà họ ở lại lâu như vậy thì nó tốt cho sale, không? Và dù họ có mua hay không thì họ cũng đã đi vào website và họ ở lại lâu thì cho thấy là họ cũng có thiện chí. Còn việc họ không liên hệ thì có thể là họ chưa liên hệ thôi. À, cho nên là Nam cho rằng những người mà họ đi vào website của Nam thôi cũng có thể họ là những khách hàng cũng là lượt truy cập chất lượng. Cho nên là Nam cũng có thể coi đó là lượt chuyển đổi. À, thì tạm gọi tất cả những điều đó là những hành động có giá trị. Ví dụ gọi hay là bấm Zalo hay gọi là ở lại lâu. À, được chưa? À, thì đều hoàn toàn có thể, hay là đặt mua, hay là đặt mua trên website. Cái vấn đề để ở đây ấy là khi mà chúng ta gọi đây là cái cuộc gọi này như này ấy, thì là chuyển đổi, thì chúng ta phải là quan tâm đến việc là cài đặt như thế nào,
À, hãy cho tôi được nhiều lần chuyển đổi. Cái chỗ này thì cũng giống như tôi đã chuyển đổi, giống như cái ông nãy nha. Đấy, thì nếu mà như thế này thì có hiệu quả hay không ạ? Một lần nữa câu trả lời sẽ là không, vì nó chưa có dữ liệu gì cả, đúng không ạ? À, vậy đây thì sao? À, giá trị chuyển đổi thì sao? À, giá trị chuyển đổi thì sao ạ? À, chiến lược giá thầu tập trung vào giá trị chuyển đổi thì sao? Cũng không hiệu quả nốt, đúng không ạ? Vì nó chưa có dữ liệu. Đấy, còn sau này khi chúng ta có dữ liệu rồi thì nó lại là khác nha. Đó, giá trị chuyển đổi cũng không được. Tiếp theo là chúng ta quan tâm đến lượt nhấp hay không. Nếu mà loại chiến lược giá thầu tập trung vào lượt nhấp thì sao ạ? Thì có nghĩa là Google sẽ phân phát quảng cáo, làm thế nào đó để mang về cho ta nhiều lượt nhấp nhất có thể, được không? À, nhiều lượt nhấp nhất có thể. Chúng ta có thích điều nào không ạ? Chúng ta có thích điều nào không cả nhà? Các bạn có thích là khi chạy quảng cáo thì các bạn sẽ có được rất nhiều lượt nhấp không? Chúng ta có thích điều nào không? Có, tốn tiền lắm. Các bạn bảo là thích, các bạn bảo ok, tốn tiền hơn. Có. À, thích đúng không? À, khi chạy quảng cáo mà có người nhấp vào thì rất có thể là đó là khách hàng, đúng không? Còn người khác chạy quảng cáo mà người ta không được nhấp vào thì mới là dở, phải không? Vậy thì nếu mà chúng ta chọn là lượt nhấp thì Google sẽ phân phát quảng cáo thế nào đó để cho chúng ta được nhiều lượt nhấp nhất. Thì để mà cái cách của Google đó là gì ạ? Cho chúng ta lên top 1 nhiều hơn. Được chưa? Cách để Google làm cái điều này đó là Google hiểu rằng những quảng cáo mà ở top 1 đấy thì thường được nhiều lượt nhấp hơn là những quảng cáo ở top 2. Tất nhiên là dựa trên cái số tiền chúng ta đưa ra nhá. Nếu chúng ta chỉ có 2.000 trong khi quảng cáo nó cần 4.000 mới mới có thể là lên top được. Thì trong cái đó thì chúng ta lại là để có 2.000. Thì Google cũng sẽ là cố gắng để cho chúng ta lên top cao nhất có thể. Nhưng mà chỉ có 2.000 thì rất có thể là chúng ta sẽ ít lần lên top 1 lắm. Đôi khi chỉ là top 2, top 3, mặc dù Google đã cố gắng hết sức trong cái khả năng giới hạn. Được không? Bạn hiểu không ạ? Thì Google sẽ cho chúng ta lên top Google nhiều hơn, lên top 1 nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là hiển thị quảng cáo đến với những người có liên quan cao hơn với quảng cáo. À, thì đây cũng là một cái khá là tốt, khá là hay. Có liên quan đến quảng cáo hoặc là có thói quen nhấp vào quảng cáo. Hoặc là những người có quan tâm về chủ đề liên quan. Trước đó người ta đã có những cái thói quen, những hành vi mà Google đã nắm rồi. Và bây giờ thì nếu chúng ta cần lượt nhấp thì Google hiểu rằng là cứ mang đến cho những người này thì khả năng là được người đó nhấp là cao. Giả sử các bạn đang quan tâm đến cái áo gió đúng không, hay là áo ấm mùa đông, đã gõ một vài cái từ khóa nào đó trước đó và các bạn cũng có thói quen là nhấp vào quảng cáo, thì bây giờ lại có một người chạy quảng cáo từ đó thì rất có khả năng Google sẽ gửi quảng cáo này đến với bạn. À, không cần biết là bạn có mua hay không, nhưng mà trước đó bạn đã có thói quen nhấp vào quảng cáo, trước đó bạn cũng có quan tâm đến cái chủ đề này. À, bạn rõ không ạ? Thì với cách này thì Nam cho rằng là nó cũng có thể hiệu quả, nhưng mà nó cũng khá là mạo hiểm, khá là nguy hiểm, bởi vì chúng ta chỉ tập trung một lượt nhấp thì có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều lượt nhấp mà Google cũng không quan tâm đến cái chuyện là nhấp rồi người ta có là khách của bạn hay không. Đấy, tất nhiên là chúng ta sẽ có cài đặt theo dõi chuyển đổi để chúng ta xem, nhưng mà thấy là cách này cũng là cách mà Nam rất là ít dùng. Cách này là cách mà Nam rất ít dùng vì cách này nó sẽ phù hợp nè, cách này sẽ phù hợp với những ai mà cần traffic chất lượng nha. Để sale tức là những ai mà chạy quảng cáo Google chỉ để hỗ trợ cho sale thôi, để website có nhiều lượt truy cập thôi, thì trong hợp đó chúng ta sẽ chọn là lượt nhấp nha. Nhưng mà với cách này thì Nam thấy là khá là tốn kém nha, cho nên là Nam khuyên các bạn nhá, một câu chân thành đó là các bạn sẽ không dùng lượt nhấp, mặc dù lượt nhấp nó cũng có cái hay đấy, cũng được lên top nhiều hơn. Có một số khách hàng mà thuê Nam chạy quảng cáo họ chỉ quan tâm đến cái chuyện là được lên top 1 thôi, à, được hiển thị lên top cao nhiều hơn. Ok, Nam sẽ phải làm cho họ theo lượt nhấp,
nhưng mà Nam vẫn tư vấn cho họ là nên là chọn cái cách là tối đa hóa chuyển đổi. Mặc dù tối đa chuyển đổi thì Nam phải khó khăn hơn trong vấn đề là theo dõi cũng như là tối ưu, nhưng mà Nam thấy là chạy quảng cáo mà nhắm đến chuyển đổi vẫn là hay nhất nha. Còn ai mà quan tâm lực nhấp, người ta chỉ quan tâm lực nhấp không như thế này, thì chúng ta sẽ chọn cái chiến lược này, được chưa? Tiếp tục là ở đây có phần là tỷ lệ hiển thị thì sao? Đối với tỷ lệ hiển thị thì chúng ta nhìn thấy này, Google nó hỏi này, vị trí mà bạn muốn quảng cáo xuất hiện, thì chúng ta thấy xem này, bất cứ vị trí nào trên đăng kết quả, nếu chúng ta chọn là hiển thị thì cứ hiển thị là được, cứ làm sao mà hiển thị trước mắt khách hàng là ok. Còn có những người thì người ta chọn là đầu trang kết quả. Đó, đầu trang kết quả thì tức là có bốn vị trí đúng không? Chúng ta có bốn vị trí ở phần đầu và mấy vị trí ở phần cuối như thế này, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta muốn hiển thị ở đâu? Thì nếu như bây giờ chúng ta chọn là đầu trang kết quả, nếu như vậy thì chúng ta sẽ Google sẽ ưu tiên chúng ta được hiển thị ở bốn vị trí đầu tiên. Đấy, có thể là top 3, top 4. Đấy, nhưng mà còn là phần trăm hiển thị cái nhóm mục tiêu này là bao nhiêu phần trăm, không phải là cứ 100 lần là chúng ta đều được Google chiều hết đâu cả đâu, mà vì là Google đang còn chia sẻ cho những người khác nữa, đúng không? Google đang chia sẻ cho những người khác nữa, cho nên là chúng ta muốn hiển thị là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như tôi bảo là cho tôi 100% hiển thị bốn vị trí đầu tiên. Nếu vậy thì chúng ta lại cần phải đưa ra một cái giá thầu, đúng không? Chúng ta cần phải đưa ra một giá thầu tối đa là bao nhiêu. Giả sử như tôi cũng có 2.000 và ông lại đòi là 100% hiển thị như thế này, thì rất có thể là nó sẽ không được 100%, mà đôi khi nó chỉ có 10% thôi hoặc là 1% thôi, ví dụ như vậy, thậm chí lại chẳng có phần trăm nào cũng có. Vấn đề ở đây là số tiền mà chúng ta đưa ra cũng phải tương xứng với những gì mà chúng ta muốn, được chưa? Đấy, giả sử như thế này. Rồi lại có một cái là hàng đầu tuyệt đối trên kết quả, có nghĩa là một tỷ lệ số 1 đấy, tức là top 1 đấy. Nếu ông ta muốn là tôi muốn 100% ở top 1, ok, nếu như ông muốn 100% top 1 thì ông phải trả cái gì? Ông được cái này nhưng mà ông sẽ phải mất cái gì chứ, đúng không? Thì ông phải, ví dụ tôi bảo là cho tôi 10.000 đi, tôi sẽ trả 10.000 cho ông phải cho tôi là hàng đầu tuyệt đối trên kết quả tìm kiếm là được. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ khả năng là được Google sẽ đưa lên top 1 là rất cao, với số tiền thì chúng ta phải đưa nhiều hơn. Chúng ta sẽ chưa học đến phần điểm chất lượng thì chúng ta cứ tạm thời nói là số tiền nha. Chúng ta tiền nhiều hơn thì được Google ưu tiên đưa lên vị trí cao hơn. Đấy, rồi. Tuy nhiên là Nam vẫn khuyên các bạn là không chọn tỷ lệ hiển thị nhé. Tỷ lệ hiển thị. Nam cũng khuyên mọi người là không dùng nó, và Nam khuyên mọi người cái này, Nam khuyên mọi người cái này. Là cái chuẩn bị nói ở đây, có một số anh chị em cũng đã lộ bài của Nam rồi đó. Được không? Đó là chính là bấm vào đây. Và ở đây nó có nhiều hơn. Tức là ngoài những cái như thế này, nó là hiển thị cho ta thêm một cái, đó là chi phí thủ công. Và Nam luôn chọn là chi phí thủ công để chạy, vì Nam kiểm soát được cái chi phí hơn. Tuy nhiên là quảng cáo của Nam cũng sẽ không chạy mạnh mẽ, nó không hiển thị một cách ào ạt hay là chạy mạnh mẽ nhanh hết tiền, nhưng mà nó chạy quảng cáo nó sẽ có sự an toàn hơn. Và cái đây là một cái chiến lược mà Nam thấy là nó lâu dài nhất của Nam. Sau này khi mà Nam chạy quảng cáo, nó đã có nhiều dữ liệu Google đã hiểu rồi, thì lúc này Nam mới cân nhắc chọn tối đa hóa chuyển đổi thôi. Các bạn rõ không ạ? Cho nên Nam lúc nào cũng là CPC thủ công hoặc CPC nâng cao hoặc là tối đa hóa chuyển đổi, nhưng tùy theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 thì Nam sẽ là CPC thủ công. Nam có thể tích vào Go này ngay bây giờ cũng được. Đó, thì thành là CPC nâng cao. Thì do vậy nếu anh chị em nào cảm thấy là muốn có nhiều lần chuyển đổi nhưng lại kiểm soát chi phí thì chúng ta có thể chọn CPC thủ công và tích vào Go này. Các bạn rõ không? Các anh chị em thấy là dễ hiểu không ạ? Đó. Các anh chị em thấy là Nam chia sẻ có dễ hiểu không ạ? Đó. Hãy chọn là chi phí thủ công, nhưng mà sau đó là Nam sẽ tích vào, thì cái chi phí thủ công đó thành là chi phí nâng cao nhá. Đấy. Bạn Trường Giang, bạn hỏi là khi nào thì biết giai đoạn mình có thể chọn tối đa chuyển đổi, thì hãy nhớ là đây này, tối đa chuyển đổi này, quay về cái định nghĩa này, Google sẽ ưu tiên cho hiển thị cho những người giống như những người đã từng chuyển đổi. Thì vấn đề ở đây là chúng ta phải có dữ liệu đủ lớn nhá. Dữ liệu đủ lớn là bao nhiêu? Dữ liệu đủ lớn ít nhất là phải có 30 chuyển đổi. Đây là kinh nghiệm của Nam thôi nhá, trong 30 ngày gần nhất.
Có bạn bảo là 14 ngày thôi, thì tùy theo quan điểm thì Nam cho rằng là phải là 30 ngày. Thì khi đó nhờ Google mấy dữ liệu đó mới là thực sự là nó chất, đúng không? Cho nên là trong vòng 30 ngày nào đó chúng ta sẵn sàng là chi nhiều hơn để chủ yếu là có lực chuyển đổi thôi. Để sau đó là chúng ta bung ra chúng ta chạy tối đa hóa chuyển đổi. Bạn rõ không ạ? Thì lúc này các bạn có thể chọn là chi phí nâng cao hoặc là các bạn có thể chọn là tối đa hóa chuyển đổi luôn. Tuy nhiên là cái cách mà an toàn nhất vẫn là cách là chọn chi phí nâng cao, vẫn là cách mà Nam ưu tiên hướng dẫn cho mọi người, được chưa? Các bạn là hãy nhớ cho Nam là như vậy. Chi phí nâng cao là cách ổn nhất. Bạn rõ không ạ? Bạn Thường Giang hiểu không ạ? Dữ liệu lớn có đồng nghĩa với việc là website phải có nhiều lượt truy cập và chuyển đổi không? Dữ liệu lớn ở đây không cần biết là website của bạn có nhiều lượt truy cập hay không, nhưng vấn đề đây là có nhiều người chuyển đổi trên website của bạn nhá. Ví dụ như là họ đi vào quảng cáo, họ bấm vào thì họ liên hệ, họ chuyển đổi, thì cái dữ liệu đó được Google lưu lại thành là cái lượt chuyển đổi, và Google sẽ nắm được cái hồ sơ của người đã chuyển đổi đó là ai, và Google sẽ đối chiếu trên là cái kho dữ liệu khổng lồ của Google xem là có những ai là giống như thế, và cái người đó chỉ cần gõ từ khóa thôi, Google sẽ ưu tiên cho hiển thị ở trên kết quả tìm kiếm. Các bạn rõ không ạ? Ở đây có nhiều anh chị em ở Hồ Chí Minh không? Ở trong Hồ Chí Minh bây giờ thời tiết sướng nhỉ? Còn ở ngoài Bắc thì đang hơi vất vả. Ngoài Bắc thì hơi vất vả, rất là lạnh. Khu vực miền Trung là đỡ. Trưa nắng à? Hồ Chí Minh à? Gửi nắng cho em. Hồ Chí Minh thì hãy gửi nắng cho em này. Có bài hát đó. Anh ở trong này không thấy mùa đông. Thật lạ kỳ là mùa đông phương Nam, đúng không ạ? Miền Nam lại nóng, miền Bắc thì rất là lạnh. Đấy, thì ở miền Nam đó là thời tiết rất là hay, ai bị viêm xoang thì ở miền Bắc là rất là vất, cái mùa này rất là vất, rất là vất vả. Ok, rất là mừng cho các anh chị em ở miền Nam là thời tiết quanh năm rất là dễ chịu. Ở ngoài Bắc thì khắc nghiệt, quen cũng phải quen đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Các anh em thấy là trong buổi tối ngày hôm nay, các anh em học được nhiều không ạ? Các em cảm thấy có tuyệt vời không ạ? Một buổi tối chúng ta đã phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và con cái, chúng ta thấy là học được nhiều điều không ạ? Cái sự hy sinh của chúng ta có xứng đáng không ạ? Và Nam chia sẻ có hay không? Tuyệt vời không ạ? Hãy gọi cho Nam một cái điều gì đó mà các bạn cảm thấy tích cực mà mang lại cho Nam nhiều cảm hứng nhất được không? Nam cũng như công ty Nuka cũng đang đồng hành với các bạn, và bằng tất cả cái tâm huyết của mình trong cái nghề giáo dục, nghề đào tạo, để chia sẻ các bạn được thật nhiều điều. Và đối với công ty Nuka thì họ cũng tổ chức cái chương trình này thì họ cũng đã tốn rất là nhiều tiền, rất nhiều tiền để mà tiếp cận các bạn, để mà mời các bạn vào đại học, đúng không ạ? Còn đối với Nam, kể cả công ty Nuka cũng phải trả khoản tiền tài trợ cho cái chương trình này đó. Thì các bạn cũng nên gửi lời cảm ơn đến công ty Unica nếu các bạn học được điều gì đó nha. Còn đối với Nam thì đối với vai trò là một người được các bạn gọi là thầy thì Nam cũng bằng tất cả những hiểu biết của mình, Nam cũng gửi đến cho các bạn thật là nhiều điều hữu ích để giúp cho các bạn kinh doanh hiệu quả hơn, và tất cả những người mà gọi Nam là thầy, Nam đều cảm thấy rằng có trách nhiệm với họ, phải có trách nhiệm cao với họ. Vì mang một cái tiếng là thầy thì có nghĩa là một cái người mà có cái trách nhiệm dẫn dắt cho ai đó đạt đến cái thành công mà họ mong muốn, và gánh trên vai cái trách nhiệm là như vậy thì Nam cũng luôn là trau dồi xem là mình cần phải làm cái gì đó để tốt cho học viên nhất. Rồi, kể cả là các bạn học miễn phí như thế này. Vì các bạn thật ra là các bạn phải đầu tư mà, các bạn phải đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc, không phải đầu tư tiền bạc. Có bạn nào hỏi là thiết kế website cạnh tranh lắm phải không thầy? Thiết kế website thì cạnh tranh, nhưng mà Nam lại không sợ cạnh tranh. Lý do là Nam dùng thương hiệu cá nhân, trong cái việc mà thiết kế website thì hầu hết là Nam dùng kênh YouTube để Nam chia sẻ.
như là Nam cũng có sell các từ khóa lên top, nhưng các từ khóa của Nam đều là những từ khóa mà né tránh những cái từ mà cạnh tranh cao đi. Nam chỉ sell những từ khóa cạnh tranh rất là thấp. Đấy, ví dụ như thay vì là Nam cạnh tranh những từ khóa là thiết kế website thì Nam lại thường là hướng dẫn thiết kế website, Nam lại thường là hướng dẫn sell, Nam lại thường là hướng dẫn cách để tăng doanh số, hướng dẫn đến cách để mà bán hàng hiệu quả. Toàn là những cái như thế. Đó. Cho nên là khách hàng đến với Nam ấy thường là phải thông qua những cái bài chia sẻ của Nam rồi sau đó mới liên hệ với Nam. Thì thông qua những bài chia sẻ đó thì bất cứ một cái nền tảng nào người ta cũng thích là có ai đó chia sẻ vào cái nền tảng để mà chia sẻ. Ví dụ trên Facebook thì Nam chia sẻ về sale, Nam chia sẻ về quảng cáo. Bởi vì sao? Vì trên Facebook cũng chẳng thích Nam bán một cái gì đó trên đó, đúng không? Nhớ là như vậy, các bạn cũng thế. Nếu các bạn là chủ, là admin, quản trị viên của một cái nhóm ở trên Facebook thì các bạn cũng nhìn để ý là ai mà vào cái nhóm Facebook của các bạn thì để bán hàng thì các bạn không thích, các bạn muốn block những người đó, đúng không? Nhưng mà ai đó vào cái nhóm của chúng ta lại muốn chia sẻ một cái gì đó có lợi, thế thì chúng ta cũng thích, chúng ta sẽ gọi là phê duyệt trước cho cái bài của người đó luôn, đúng không? Cũng như vậy, trên Google hay là trên Facebook hay là trên TikTok hay trên YouTube luôn luôn ưu ái cho những cái nội dung mà chia sẻ. Thì mặc dù là Nam làm thiết kế website nhưng mà Nam sẽ chọn cái cách như vậy. Nam có chạy quảng cáo về thiết kế website nhưng mà đều những cái từ mà cạnh tranh rất là thấp và Nam trả một số tiền bé. Và Nam biết là đối với mảng thiết kế website thì không nhất định là phải top 1 người ta mới ra khách, mà người ta thường phải nghiên cứu tìm hiểu rất là nhiều, cho nên là không nhất định phải top 1, Nam cứ làm sao hiển thị trước mặt họ là được. Còn ngoài ra thì trên YouTube thì Nam tích cực chia sẻ những cái hiểu biết của mình trên đó. Cho nên là Nam cũng tiện đây câu hỏi của bạn, Nam cũng khuyên luôn tất cả chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và chia sẻ cho họ thật nhiều. Nếu các bạn là bác sĩ thì hãy chia sẻ cho người dân cái cách để cái người dân bảo vệ sức khỏe. Đúng không? Nếu các bạn bán dầu nhớt thì hãy chỉ cho người ta cái cách sử dụng dầu nhớt hiệu quả. Nếu các bạn bán tóm lại là bán cái gì thì bán, cũng phải là hướng dẫn và chia sẻ để giải quyết cái nỗi đau, giải quyết cái muốn của người ta. Đấy. Thì trước khi người ta chọn cái sản phẩm dịch vụ của mình thì hãy giải thích cho người ta vì sao người ta lại cần cái điều đấy. Các bạn rõ không ạ? Hôm nay các bạn học được thật nhiều điều phải không? Các bạn sẽ học đến 11 giờ chứ? Bạn nào cam kết học đến 11 giờ thì các bạn đừng quên nhé, mình đã cam kết rồi nhé. Nói chuyện với nhau trước lạ sau quen nhé. Trước lạ sau quen các bạn ạ. Có bạn hỏi cái nội dung liên quan đến sale thì đó là nội dung của buổi tối ngày hôm qua nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào quảng cáo. Thì Nam đang nói về cái phần là đặt giá thầu, chúng ta sẽ chọn là chi phí thủ công nhé. Trước lạ sau quen, thỉnh thoảng là Nam có đi sân bay, thỉnh thoảng là nếu mà các bạn thấy thì có thể mời Nam một cốc cà phê sân bay nha. Cà phê sân bay hơi đắt đấy. Có một số anh chị em học viên của Nam thì đã chia sẻ với Nam là thầy cứ vào Hồ Chí Minh đi ạ, ví dụ như vậy. Bạn bảo là không ra như thầy á, có lẽ là đoạn vừa rồi bạn quên ạ, bạn bạn không bấm và nó thay đổi nhân lực giá thầu, bạn phải bấm mấy lần đấy nó mới ra là cái đoạn chi phí thủ công nhá. Đoạn vừa rồi thì bạn có lẽ là không tập trung, Nam nói nó là chậm. Đấy, và Nam hy vọng là trong một cái ngày nào đó đủ duyên, các bạn chúng ta có thể gặp nhau nha. Chúng ta thì offline nhá. Vào Bình Dương mời thầy nhậu nhé. Ok, được cái là thầy nhậu không giỏi nhưng mà bắt mồi rất là tốt, nhiệt tình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Như vậy là cái phần cài đặt chiến dịch nó tương đối là xong, mới tương đối là xong thôi nhá. Bây giờ chúng ta cần phải xem là trong đây nó có các nhóm quảng cáo. Thì ở đây có một cái nhóm là túi niêm phong, nhóm là biệt thự sân vườn. Thì hai cái này nó không liên quan lắm, nhưng thành ra là hai cái nhóm này nó không phải là của một website đúng không? Nhưng chúng ta chỉ gọi đây là những cái từ khóa mà Nam lấy ví dụ để Nam đưa vào cho các bạn. Thì cái nhóm túi niêm phong này sẽ luôn luôn là nó sẽ có một cái trang đích phù hợp với nó có một trang đích phù hợp với túi niêm phong đúng không ạ? Thì cái nhóm mà biệt thự thì nó cũng sẽ có một cái trang đích liên quan đến nó, các bạn rõ không? Thì mỗi cái nhóm quảng cáo này đó, đây Nam sẽ nói cho các bạn như thế này nhá. Nhóm quảng cáo Nam sẽ hướng dẫn các bạn về cái nhóm quảng cáo.
thì nhóm quảng cáo sẽ có chứa từ khóa, các bạn rõ không? Nhóm quảng cáo sẽ có chứa là trang đích. Nhóm quảng cáo là sẽ có gì nữa? À, sẽ có là đối tượng nhá. Thì đối với các từ khóa thì các từ khóa này là phải rất liên quan. À, phải liên quan nhá. À, đúng đối tượng. Đúng đối tượng, mục tiêu. À, thứ hai là phải có một trang đích hấp dẫn, đúng không? Hấp dẫn, giải quyết vấn đề của khách hàng, được chưa? Và kêu gọi hành động tốt, kêu gọi hành động tốt, nó có cam kết rồi chính sách gì đó nó rõ ràng, đấy, rõ ràng để cho người ta có thể là ok với cái điều đó thì người ta mới dễ chuyển đổi chứ, đúng không? Dễ chuyển đổi, ok chưa? Rồi, đến cái phần đối tượng, đối với lại nhóm quảng cáo thì chúng ta cần phải có đối tượng là phải làm sao mà phù hợp. Đối tượng làm sao mà phải là tuổi này, được chưa? Giới tính này, phải ok này, hay là sở thích này, được chưa? Hay là gì nữa? Tuổi, giới tính, rồi vị trí, vân vân. Thì chúng ta phải làm sao mà phải phù hợp với họ. Thì ở đây Nam sẽ bày qua một chút về cái một cái nhóm nhé. Thì ở nhóm ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là các từ khóa của chúng ta. Thì sau khi mà chúng ta chọn là CPT thủ công thì chúng ta sẽ thấy là cái CPT tối đa này nó về là 1 đồng. Thì chúng ta hãy đặt một cái giá thầu nào đó, giả sử như đây Nam để là 5.000. Đấy, thì giá thầu bao nhiêu là tùy theo chúng ta. Như chúng ta thấy là 2.000 đến 60.000 đấy, thì Nam để 5.000. À, ví dụ như vậy thì để làm sao mà nằm trong cái khung đó, chúng ta hiểu rằng nếu để 60.000 thì khả năng chúng ta lên top 1 là cao, nếu để 5.000 thì khả năng lên top 1 nó sẽ thấp, đúng không? Tuy nhiên chúng ta cứ chạy 5.000 rồi vài bữa nó Google nó sẽ gợi ý cho chúng ta là nên tăng lên, thì khi đó thì chúng ta sẽ tăng lên cũng được. Còn nếu ngay từ đầu chúng ta để một cái giá cao cao là cũng được, nhưng mà coi chừng là bị hớ, đúng không? Vì Google nó cũng không thương chúng ta đâu. Khi chúng ta để là 60.000 thì Google có thể là sẽ lấy chúng ta nhiều nhất có thể trong số đó. Đó, đúng không? À, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc. Tuy nhiên là nếu như mà bây giờ chúng ta để nhiều tiền thì chúng ta lại có một số lợi, đó là nhanh chóng được Google duyệt quảng cáo và có thể tối ưu được cái điểm chất lượng. Đấy, thì tùy theo quan điểm của mỗi người. Thì ở đây giả sử năm để là 5.000 và dưới đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều cái từ khóa rất là liên quan như thế này. Đấy, nhưng nếu như một người mà cẩn thận hơn thì có thể thấy rằng là ở đây có thể chia ra được nhóm khác. Chúng ta xem có thể chia được nhóm khác không? Có người quan tâm đến biệt thự 2 tầng thôi. Nếu như mà cái bài viết chúng ta chỉ liên quan đến 1 tầng thì rất có thể là cái người mà gõ biệt thự 2 tầng này đi vào lại thấy là có mỗi 1 tầng thôi, thì rất có thể là người ta sẽ không vào, bởi vì chúng ta đang để chung này, cái ông 1 tầng với 2 tầng là chung nhau, rồi các ông mà không rõ là tầng nào cũng không rõ là mấy tầng cũng chung nhau. Nếu như bây giờ tại đây một người cẩn thận hơn, còn có ông lại quan tâm đến biệt thự Nam Việt Mini, nếu cẩn thận hơn thì chúng ta còn có thể chia nhỏ nữa. Nhưng mà nếu không, nếu mà bình thường như thế này, chúng ta thấy là trong cái ngành này thì cần như thế này thôi là đủ, thì chúng ta có thể là để chung cái này cũng không sao. À, các bạn hiểu không ạ? Ai mà chịu khó thì tách ra càng tốt. Giả sử như bây giờ chúng ta có một cái trang đích thôi, thì bây giờ cái trang đích đó chúng ta sẽ phải thêm vào cái phần là quảng cáo và thành phần. Thì chúng ta bấm bấm vào đây và chúng ta bấm vào quảng cáo thích ứng. Để tại cái phần này thì Nam sẽ nói nhanh qua một chút thôi nhé. Chính là cái phần mà chúng ta cần phải đưa cái trang đích chúng ta vào đây, rồi mô tả cái quảng cáo của chúng ta bằng những cái tiêu đề. Những tiêu đề như thế này thì chúng ta phải làm sao mà có chứa những từ khóa ở đây, và phải đảm bảo là độ mạnh quảng cáo phải là từ tốt hoặc là rất tốt thì nó mới ok, được chưa? Thì cái cách viết quảng cáo như thế nào thì nó cũng rất là đơn giản, rất đơn giản thôi. Các bạn muốn biết cách quảng cáo không ạ? Cách viết quảng cáo không ạ? À, viết quảng cáo biệt thự sân vườn. Đấy, giả sử như chúng ta có một cái trang web mà về cái biệt thự sân vườn liên quan đến biệt thự, đúng không? Ví dụ như thế này. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho cái đường link vào. Nằm đây là nằm lấy ví dụ, được chưa? Rồi sau đó là chúng ta sẽ ghi những cái từ khóa theo gợi ý Google, ghi vào những cái dòng này. Làm sao mà ở đây nó hiển thị đây là độ mạnh là tốt nhất. Và trong cái lúc ghi thì chúng ta có thể nhìn nhìn bên phải để xem là quảng cáo của chúng ta đang hiển thị sẽ hiển thị như thế nào. Đấy, các bạn rõ không? Đấy, thì
Rồi bây giờ để Nam nói về cái nhóm quảng cáo cho nó xong nhá. Cái phần này thì Nam cho rằng là nó cũng rất là đơn giản, nó không khó khăn, cho nên là bây giờ thời gian có giới hạn, cho nên là Nam sẽ quay về cái nhóm quảng cáo, vì Nam cho rằng cái phần nhóm quảng cáo này cái phần mà nó rất là quan trọng để giúp các bạn hạn chế được cái click ảo nhá. Đối với phần click ảo thì các bạn hiểu rằng quảng cáo của chúng ta đã nhắm đến những cái đối tượng mà nó không rõ ràng, cho nên thành thử là chúng ta bị mất tiền. Và nếu mà chúng ta nhắm đến những đối tượng mà rõ ràng thì quảng cáo của chúng ta sẽ không bị tốn tiền như vậy. Thì ở đây có một cái phần là phần đối tượng. Ở đây có một cái phần gọi là phần đối tượng thì chúng ta thấy là đây chúng ta đợi một lúc nữa. Đấy, thì chúng ta thấy là có phần phân khúc đối tượng, nếu như mà chúng ta chạy quảng cáo mở rộng thì chúng ta buộc phải quan tâm đến phần này, phân khúc đối tượng. Nhưng mà chúng ta đang chạy quảng cáo cụm từ thì chúng ta cũng có thể là không cần quan tâm đến phân khúc đối tượng, chúng ta hãy quan tâm đến phần thông tin nhân khẩu học, độ tuổi. Thì chúng ta thấy là những người mà quan tâm đến biệt thự thì chắc là không phải là người trẻ, hay lắm 34 tuổi chắc chưa có tiền để mua biệt thự. Nam sẽ loại từ những ông không xác định và những ông mà đang trẻ tuổi như thế này đi, được chưa? Bạn Trường Giang đang đặt câu hỏi và cũng là cái chỗ mà mình đang chỉ đây, được chưa? Như vậy là Nam đã chặn những người mà có độ tuổi là không có tiền này mua gõ từ khóa liên quan đến biệt thự, được chưa? Những ông mà chọn là thiết kế với mẫu này kia là đa số những ông đó là đang còn tuổi đang trẻ chưa có tiền mua biệt thự nha. Còn ông mà giới tính thì sao, những ông mà không xác định thì Nam sẽ bỏ. Còn đối tượng là nam nữ đều có thể mua biệt thự đúng không, thì Nam vẫn để. Ngoài ra thì Nam cũng có thể điều chỉnh giá thầu, nó sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn cho những cái đối tượng ở đây. Ví dụ như Nam muốn thiên cho nam thì Nam sẽ tăng giá thầu lên là 10%, các bạn hiểu không? Còn nếu mà nữ khả năng chốt sale thấp hơn, họ còn tham khảo rất là nhiều vân vân như vậy, hay là độ tuổi từ 45 54 thì tuổi này có nhiều tiền thì Nam sẽ sẵn sàng là đấu giá cao hơn để gặp những người đó, các bạn rõ không? Còn 55 đến 64 cũng vậy, ví dụ như vậy Nam muốn tăng giá thầu lên. Rồi, các bạn thấy cái phần này các bạn rõ chưa? Và phần quảng cáo thì Nam trên web là phần này nó rất là đơn giản nên Nam sẽ bỏ qua. Còn cái phần đối tượng thì Nam sẽ để nhé. Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn như vậy. Còn đây là ở Hồ Chí Minh. Thì Nam sẽ quay trở lại cái phần là cài đặt chiến dịch một chút để cho các bạn được hiểu hơn về cái phần này. Để Nam chia sẻ thêm về cái phần này. Nam chia sẻ thêm về cái phần nhóm quảng cáo. Bạn Trường Giang bảo em chưa biết cái phần đó. Phần đó là phần mà rất là quan trọng nhá. Thì có rất nhiều phần mà bạn chưa biết nữa. Thì thông thường những phần này chúng ta cần có nhiều thời gian hơn để học, chứ không phải là ở trong một buổi mà chúng ta đi được như này cũng rất là nhiều rồi. Đấy, trong cái phần nếu các bạn nào quan tâm đến click ảo thì hãy quan tâm đến phần phân khúc loại trừ. Thì chúng ta sẽ có cái hiển thị bảng ở đây. Thì nếu mà chúng ta thêm những cái phân khúc ở đây thì nó sẽ hiển thị ở đây bảng cho chúng ta. Nếu mà chưa có thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta chọn ra những người mà chúng ta thấy là khả năng không phải là khách hàng của chúng ta để chúng ta loại trừ đi. Các bạn rõ không? Cách mà chúng ta tương tác, họ tương tác với doanh nghiệp của chúng ta, ví dụ như họ đã từng vào website chúng ta và họ truy cập có 3 giây thôi, hay là họ đi vào họ thoát luôn, hoặc là họ là những ai ở trên thị trường, ví dụ như đây họ đang như thế nào đó mà chúng ta không muốn tiếp cận họ, ví dụ như là những người mà trong cái ngành bất động sản chẳng hạn, họ đang cái gì đó vân vân, tức là cái gì đó trong đây mà chúng ta thấy là họ thực sự không phải là khách hàng của chúng ta. Thì chúng ta hoàn toàn từ bỏ họ ra khỏi ở đây bằng cách là loại trừ nhá. Thì ở đây do là cái thời lượng thời gian có giới hạn, do vậy là cho phép là Nam sẽ hướng dẫn các bạn đến đây và hy vọng các bạn đã làm được. Chúng ta sẽ nói qua về phần luật chuyển đổi như lần trước thì Nam cũng đã nói với bạn về cái luật chuyển đổi ở đây rồi. Luật chuyển đổi ở đây là cách cài đặt như thế nào, thì bây giờ cũng thể nói sơ qua một chút được nha. Thời gian có giới hạn cho nên là Nam cũng sẽ nói sơ qua một chút. Các bạn quan tâm đến cách cài đặt luật chuyển đổi đúng không? Có bạn hỏi về Tag Manager, thì thông thường tất cả những tài khoản quảng cáo mà quan tâm đến chuyển đổi đều phải sử dụng là Tag Manager để thông qua công cụ này chúng ta có thể là chọn để có thể cài đặt xem những hành động nào là hành động mà chúng ta mong muốn, hành động nào thì không. Giả sử như ở đây Nam đặt là người liên hệ form, điền form liên hệ Zalo, gõ hotline, gọi từ quảng cáo đều là những lời xin đổi của Nam, ví dụ như vậy.
trong trường hợp này thì Nam sẽ cần phải làm. Thì ở trong đây nó có một số cái Nam sẽ lấy một cái ví dụ ở trong đây thì Nam đã để ra những cái thẻ như thế này. Đấy, thì trong đây Nam cài đặt Google Analytics này, Hotline này, Zalo này, những cái như thế này. Những cái lượt nhấp của Zalo, nhấp của điện thoại Nam cho đó là những lượt chuyển đổi thì Nam sẽ để như thế này. Các bạn rõ không ạ? Thành thử là thời gian có giới hạn cho nên là Nam giới thiệu các bạn sơ qua một chút như vậy, đành phải cứ ý ngựa xem hoa thôi. Các bạn thấy ổn không ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta học được nhiều điều không? Các bạn có những câu hỏi, bây giờ đến những phần là câu hỏi thường gặp thì các bạn đặt câu hỏi cho Nam đi. Bây giờ các bạn đến phần hỏi đáp các vấn đề thường gặp, rồi những hỏi đáp của các bạn nếu buổi tối hôm nay đã mang lại thật nhiều giá trị cho các bạn và các bạn đang gặp những khó khăn nào thì các bạn hãy đặt câu hỏi cho Nam đi. Xin mời các câu hỏi ạ. Bạn ở Minh Long, sao mà em không để như thầy là bạn biết rồi đúng không? Vừa làm theo vừa nghe thì không có thầy ơi có thể zoom lại chụp ảnh để dành lại không? Câu hỏi dòng này đó không? Thế hay bị lập chỉ mục là sao? Đó là vấn đề của sale tối qua nhé. Ở website vệ tinh xanh thầy xem giúp em website này có bị thiếu sót gì ạ? Em làm nên cái không biết chỉnh thì cái này liên quan đến sale thì em phải nhớ là đăng ký khóa học sale nhá. Em phải đăng ký khóa học sale. Thầy Nam tận tình kiến thức chuyên sâu, cảm ơn em. Không nên thế thì có phải những website mới thì không nên chọn đưa ra chuyển đổi hay không thầy? Thì Nam đã giải thích rồi, nó không quan trọng là mới hay cũ mà các bạn phải chạy có chuyển đổi thì chúng ta sẽ để tối đa chuyển đổi nhá. Mình bị đối thủ dùng tool cái giả thì có cách nào chặn không? Thì vừa qua thì Nam cũng nói một số cách cơ bản đúng không ạ? Thì các bạn nếu các bạn quan tâm đến chuyên sâu hơn thì các bạn phải tham gia khóa học chuyên sâu thì ở đó Nam sẽ bày cho các bạn nó cụ thể hơn. Còn vừa rồi Nam cũng đã nói sơ qua một chút về cái phương pháp rồi đó. Đấy, thuê bên ngoài chạy quảng cáo sau mình xem được khách liên hệ vào web của mình thầy. Nếu mà thuê bên ngoài chạy quảng cáo thì các bạn cũng cần phải phân quyền, cần phải yêu cầu họ phân quyền cho chúng ta ở chỗ mà cái quyền truy cập này, quyền truy cập ấy, thì các bạn yêu cầu họ phân quyền cho chúng ta thì chúng ta đã đi vào cái tài khoản đó để chúng ta xem là tiền của chúng ta đã mất như thế nào, em quyền chúng ta đã mất như thế nào. Thì trong đó có cả cái việc trong đó sẽ có cả cái việc là chúng ta biết được là có bao nhiêu lượt chuyển đổi thì để mà xem lượt chuyển đổi chúng ta bấm vào lượt chuyển đổi ở đây hoặc là chúng ta có thể xem trên mỗi chiến dịch, mỗi nhóm quảng cáo, mỗi từ khóa. Vì cái thời gian có giới hạn nên là thầy nói thêm về chất lượng, điểm chất lượng và tiêu chuẩn. Ok, trong buổi tối ngày hôm nay thành thử là thời gian có giới hạn nên là Nam đã chưa nói về cái điểm chất lượng. Chúng ta phải nhớ rằng điểm chất lượng chính là yếu tố mà làm cho quảng cáo của ta được hiển thị, được chưa? Và điểm chất lượng thì phụ thuộc vào các yếu tố trải nghiệm trang đích, được chưa? Điểm chất lượng chả phụ thuộc vào các yếu tố nào nữa? Điểm chất lượng chả phụ thuộc vào yếu tố là CPC tối đa, à quên, CTR nhé, CTR tức là cái lượt tìm kiếm, lượt nhấp vào quảng cáo ở trên Google nhé. Đấy, điểm chất lượng sẽ phụ thuộc vào cái này, được chưa? Trải nghiệm trang đích này, CTR này, mức độ liên quan của quảng cáo. Đấy, nếu mà chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta thấy rằng là nếu mà làm theo cách của Nam thì mức độ của liên quan quảng cáo luôn luôn là tốt nhé, luôn luôn là tốt. Đấy. Còn nếu CTR chúng ta cần phải có cái lượt nhấp vào tốt, nhiều lượt nhấp thì chúng ta sẽ có được trên số lần hiển thị, thì chúng ta sẽ có được cái điểm chất lượng cao, trải nghiệm trang đích phải là tốt. Thì thông qua những cái như vậy thì điểm chất lượng của ta cao và điểm chất lượng mà cao ấy thì quảng cáo của chúng ta sẽ tốn ít tiền. Phải nhớ này, cách mà Google xếp hạng, cái Google xếp hạng nhé. Xếp hạng đó là S rank cao thì top cao, đó là nguyên tắc. Thầy có xét quảng cáo riêng không? Có nhé, chi phí là 3 triệu đồng. Nếu mà ai muốn thuê Nam setup quảng cáo thì các bạn trả cho Nam là 3 triệu đồng, Nam sẽ setup cho các bạn nha. Đó là cái chi phí mà lâu nay là Nam đang làm như vậy. Và ok, tất nhiên là với những học viên của Nam thì Nam sẽ tối ưu mà các bạn không cần mất tiền nha. Em nói thêm như vậy. Nếu là học viên của Nam sẽ vào
setup mà Nam không lấy tiền, còn nếu như mà thuê Nam thì tùy theo mức độ thì thông thường nó sẽ là 3 triệu một cái lần setup trên một tài khoản. Đấy, mà Srank này sẽ là bằng điểm chất lượng, sẽ tỷ lệ thuận với điểm chất lượng và giá thầu tối đa. Đấy, các bạn rõ không? Như vậy là cái giá thầu tối đa mà chúng ta thêm vào với lại cái điểm chất lượng, mà điểm chất lượng phụ thuộc vào những cái này, đúng không? Thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta có tốt cao. Chúng ta muốn tốt cao không? Nếu chúng ta muốn tốt cao thì chúng ta một là tăng điểm chất lượng, hai là tăng giá thầu. Điểm chất lượng ta kém thì chúng ta phải tăng giá thầu lên. Như vậy nếu như mà chúng ta muốn là muốn lên tốt cao thì cần phải tăng điểm chất lượng thì chúng ta sẽ được rẻ. Điểm chất lượng của mọi người rất là kém. Đa số trường hợp mà Nam khám tài khoản cho mọi người, Nam thấy là điểm chất lượng của mọi người kém lắm. Đó là cái lý do mà mọi người sẽ mất tiền. Được chưa? Và đây là Nam sẽ cho các bạn xem những tài khoản mà Nam setup thì nó sẽ như thế nào. Thì đây Nam chạy quảng cáo cho rất là nhiều bên. Ngày nay thì Nam sẽ lấy một số bên để làm ví dụ, làm điển hình, case study. Nói thật với các bạn là vì cái lý do bảo mật nên thành thử là Nam cũng không dám là giới thiệu nhiều bên, không dám là show cái tài khoản của họ ra đây. Nhưng mà Nam xin phép cái hàng này để Nam show cái tài khoản này cho các bạn xem nhé. Tài khoản này liên quan đến bán ngũ cốc. Cho các bạn xem này. Thì ở đây các bạn có thể thấy là trong 30 ngày qua thì cái tài khoản này cũng đã có đây, tỷ lệ chuyển đổi, số lượt chuyển đổi đây có 15 lượt chuyển đổi đấy. Rồi Nam sẽ cho các bạn xem về cái từ khóa liên quan đến điểm chất lượng đi. Đấy, cho các bạn xem về cái điểm chất lượng nhé. Đó, thì điểm chất lượng đây các bạn nhìn thấy này, nó cũng phải là 10 trên 10 là cao nhất đúng không? Ngoài ra có một số từ khóa thì nó là 8, 9 gì đó. Đấy, đây các bạn thấy là toàn là rất là 10, rất là nhiều điểm 10. Những cái điểm 10 như thế này thì cho thấy là quảng cáo của chúng ta lại tốn ít tiền trên cái lượt tìm kiếm đó, cái lượt nhấp của khách hàng. Ngũ cốc cho mẹ thao sinh, cái chỗ là mức độ liên quan quảng cáo nếu mà làm theo cách của Nam luôn luôn là trên trung bình nhá, luôn luôn là trên trung bình. Các bạn hãy làm theo cách của Nam chia sẻ hôm nay, trên dự kiến cũng trên trung bình vì Nam viết cái quảng cáo rất là hấp dẫn, đúng không? Còn trải nghiệm trên trung bình thì rất có thể là cái người này họ đang cần một cái bài viết cụ thể hơn cho những cái từ khóa mà họ đã chọn. Và các bạn để ý là Nam đã dùng rất là nhiều cái từ khóa khớp mở rộng, nhiều cái từ khóa khớp mở rộng. Các bạn nhìn thấy không? Các từ khóa mà Nam chọn vào là khớp mở rộng và khớp cụm từ, không có từ khóa nào là khớp ấy cả, khớp chính xác cả, nhá. Các bạn rõ không ạ? Thì có thế nào để tăng điểm chất lượng thì Nam vừa nói rồi. Về mặt lý thuyết thì chúng ta cần phải lý thuyết thì chúng ta cần phải thêm tăng cái trải nghiệm tăng đích lên. Tăng mức độ liên quan quảng cáo thì các bạn vừa học rồi đó. Còn cái này thì tức là cái chúng ta phải làm sao mà quảng cáo chúng ta thấy được nhiều cái lợi ích cho khách hàng với một cái số tiền ít nhất, đấy chưa? Rồi là trải nghiệm tăng đích thì liên quan đến website chúng ta. Đấy, thì liên quan đến website, landing page, đến bài viết, đó, đến sản phẩm. Thì khách hàng về vào website chúng ta mà họ ra ngay thì trải nghiệm đích kém, nó đích kém thì điểm chất lượng kém, đấy chưa? Rồi có bạn hỏi là tại sao cứ quảng cáo landing page cái thì nó bị khóa tài khoản, có bạn nói như vậy đúng không? Thì câu trả lời cho các bạn đó chính là bạn không nên chạy quảng cáo Google bằng landing page. Google đơn giản là không thích landing page, thế thôi. Vì trên landing page ấy, bạn không cung cấp nhiều thông tin cho khách hàng, không đủ cái tính tin cậy cho người dùng. Cho nên là đối với landing page thì Google không có ưu tiên đâu. Thế nên bạn hãy dùng một website hẳn hoi nha. Thì trải nghiệm tăng đích là do website của bạn, cho bài viết của bạn, cho sản phẩm của bạn, do cái người ta nhắm vào, người ta không hấp dẫn thì người ta sẽ đi ra và trải nghiệm tăng đích sẽ kém. Thứ hai là quảng cáo của bạn đấy nha, bạn viết quảng cáo phải hay, quảng phải hay và đúng với ý định tìm kiếm của khách hàng, ý định tìm kiếm của khách hàng nha. Ví dụ như chúng ta là dạy chúng ta có một khóa, chúng ta có một cái sản phẩm là giúp cho làm đẹp chẳng hạn, thì chúng ta cần phải nói là giúp bạn tự tin, vì đơn giản là người ta cần làm đẹp để làm gì, để là người ta tự tin, hay là người ta làm đẹp để mà hay là một cái lọ nước hoa, chúng ta chạy quảng cáo bán nước hoa chẳng hạn. Chúng ta phải nhớ là người ta không phải là xịt nước hoa vào để cho họ ngửi, mà đơn giản là để cho người khác ngửi. Và người khác ngửi thì họ để làm gì? Người khác ngửi thì để cho họ được hấp dẫn, để cho họ được thu hút,
để cho họ có thành công, để cho họ có sự tự tin, đúng Đúng không? Ví dụ như vậy thì lúc này chúng ta cần phải biết quảng cáo làm sao mà ví dụ như là khẳng định cái phái mạnh, hay là chúng ta bảo là gây chú ý, hay là chúng ta phải cái gì đó, nói tóm lại hãy viết cái điều mà người ta muốn nghe, chứ không phải là cứ nói nước hoa đây, nước hoa chính hãng đây này kia, không phải như vậy. Nước hoa chính hãng là cái đành rồi, cần phải cấp cho họ cái lợi ích gì. Đã, phải nói về cái lợi ích mà họ sẽ nhận được nha, khi mà mua sản phẩm gì đó, nhưng mà lại với số tiền bỏ ra, với số bỏ ra ít nhất nha, có thể là thời gian ít nhất, có thể là tiền bạc ít nhất. Bạn rõ không? Mức độ liên quan quảng cáo thì người ta khách hàng tìm gì thì phải ra đó, phải ra cái đó. Các bạn rõ không? Thì liên quan đến quảng cáo phải cao. Thì như những gì mà Nam đã chia sẻ thì các bạn đã có cái điểm chất lượng tốt như vậy. Các bạn hiểu không nha? Thì ngoài ra thì Nam đang còn có rất nhiều ví dụ khác, nhưng thành thử là có như đã chia sẻ với các bạn thì Nam không dám là chia sẻ quá nhiều về những cái khách hàng của Nam, vì đây cũng là cái bí mật kinh doanh của họ, cho nên là Nam chia sẻ như vậy. Nếu các anh chị em nào cảm thấy thích cái chương trình này, muốn cái chương trình này và muốn được Nam chia sẻ cụ thể hơn nữa, đồng hành với các bạn trong 1 năm, thì Nam xin giới thiệu với các bạn một cái chương trình chuyên sâu hơn. Đấy, Nam xin hỏi là các bạn có muốn học thêm không ạ? Các bạn có muốn học thêm chương trình này nữa không ạ? Nếu các bạn muốn thì hãy gọi cho Nam là muốn đi ạ. Các bạn có muốn là học nhiều hơn nữa không ạ? Nếu các bạn muốn thì các bạn hãy ghi là tôi muốn. À, thật sự muốn, phải thật sự khát khao. Các bạn có khát khao không ạ? Nam sẽ dạy cho các bạn cách để trả tiền và nó mang lại những đồng tiền khác cho các bạn. Bỏ con tép bắt con tôm, à, bỏ con tép bắt con tôm. Hiện tại là Nam đang làm dịch vụ set up quảng cáo cho mọi người, để chạy quảng cáo cho mọi người, và Nam đang thu là 3 triệu đồng trên một lần tối ưu quảng cáo cho họ, thấy không? Và Nam chỉ đồng hành với họ trong vòng 1 tháng thôi. Đấy, còn nếu như học viên của Nam thì Nam sẽ set up và Nam không lấy tiền nha, và đồng hành trong 1 năm. Đó là cái vì Nam cũng định hướng là Nam muốn trở thành một cái người chia sẻ hơn là người làm dịch vụ. Do vậy là nếu các anh chị em nào ủng hộ cái con đường là chia sẻ đào tạo của Nam thì Nam sẽ sẵn sàng là làm cho các bạn mà không tính tiền, chỉ cần là các bạn ủng hộ con đường trở thành một người đào tạo của Nam thì Nam sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm cho các bạn hiệu quả, làm cho các bạn thành công, và thông qua sự thành công của các bạn thì Nam sẽ có uy tín. Được chưa? Nam xây dựng uy tín của mình trên cái góc độ đó, chứ không phải là quảng cáo thật nhiều để cho người ta biết đến mặt mình. Uy tín nó không xây dựng trên cách đó, mà uy tín sẽ xây dựng trên cái gì mà Nam đã trao cho các bạn, cái gì các bạn đã được, trên những cái gì mà Nam đã trao đi. Bạn rõ không? Nam thấy các bạn muốn hơi yếu nhỉ? Ở đây có bao nhiêu người muốn nào? Các bạn hãy nói lại cho Nam biết lần nữa là bao nhiêu người muốn học thêm về cái chủ đề này, bao nhiêu người muốn trở thành học viên của trường Nam, và được Nam hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn trong vòng 1 năm đối với quảng cáo Google. Và có rất là nhiều vấn đề liên quan đến quảng cáo Google, và như là tài khoản bị khóa, quảng cáo tốn tiền không ra khách, chi phí cao hơn đối thủ, vân vân. Thì các bạn thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề và các bạn cần nên có một người đồng hành với các bạn, nếu không thì các bạn lại chạy quảng cáo không hiệu quả đâu. Hãy nhớ là số tiền mà chúng ta lãng phí cho Google lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà các bạn trả cho Nam để tối ưu quảng cáo, hay là trả cho Nam để học một khóa học. Đấy, bao nhiêu bạn muốn nào? Ai muốn thì hãy ghi tôi muốn vào đi, hãy ghi tôi muốn vào đi, rất muốn. Bạn Lưu Viết Tình rất muốn, bạn Nguyễn Hoàng rất muốn, bạn Thanh Hường rất muốn, bạn Đỗ Hà, ai nữa ạ? Ai muốn nữa ạ? Đấy, Thanh Văn mong muốn, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì Nam sẽ cho các bạn xem, và các bạn muốn phải khát khao mãnh liệt thì các bạn cần phải vượt qua cái rào cản về chi phí. Nếu các bạn thuê Nam làm thì các bạn cũng phải cần về chi phí thôi. Rồi nếu như các bạn cần có một website, các anh chị em đã có website chưa? Các anh chị em đã có website chưa? Các anh chị em nào mà đã có website thì bấm cho Nam, chưa có website thì bấm cho Nam số 2 đi. Chưa có website bấm cho Nam số 2. Rồi chưa có website. Em nào đã có website bấm cho Nam số 1 đi. Trong khóa học này thì Nam sẽ tặng cho các bạn một website. Các bạn có muốn được tặng website không? Các bạn chưa có website có muốn được tặng website không? Không mất tiền.
để chúng ta được nhận cái phần quà là 5 triệu 6 của Google nhé. Google sẽ tặng cho chúng ta Google cách để nhận 5,6 triệu khuyến mại của Google nha. Đây, nếu như chúng ta học cái chương trình này, chúng ta sẽ biết cách nhận cái điều này. Giờ tiếp tục là chúng ta học về cấu trúc tài khoản của Google, rồi vân vân, lập kế hoạch từ khóa vân vân. Đến buổi thứ hai thì chúng ta sẽ biết cách viết, rồi tối ưu trang đích, tối ưu website, rồi chúng ta biết cách tạo từ khóa phủ định chéo, phủ định chung để giúp cho hạn chế những khách hàng không phải là khách hàng mục tiêu chúng ta, rồi tối ưu vị trí, tối ưu thiết bị, rồi lập chiến lược giá thầu đúng cách trong từng cái giai đoạn, hiểu không? Rồi đến buổi thứ ba chúng ta sẽ học về những cái đối tượng quảng cáo, loại bỏ những khách hàng không tiềm năng như thế nào, chặn click ảo như thế nào, cài đặt theo dõi chuyển đổi như thế nào, tối đa chuyển đổi đúng cách, nghiên cứu thêm các từ khóa liên quan, tối ưu điểm chất lượng, nghiên cứu đối thủ. Đấy. Đến buổi thứ tư thì chúng ta sẽ học về các chỉ số của website, rồi các cách tạo tệp, rồi cách quảng cáo hiển thị, quảng cáo mua sắm, còn ưu tối ưu quảng cáo chi phí, rồi mở rộng quy mô quảng cáo, vân vân. Đấy, thì tất cả những cái gì mà trong vòng buổi tối, 4 buổi tối mà học chuyên sâu thì Nam sẽ dạy cho các bạn hết những cái điều này. Đấy, các bạn nếu mà các bạn tham gia chương trình này thì các bạn sẽ được những cái đó. Đó, các bạn sẽ được những cái đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là cái giá mà chúng ta cần phải trả, đúng không? Chúng ta hãy nhớ ở đây là một chương trình mà Nam phải tốn cực kỳ nhiều tâm huyết và nhiều công sức để Nam xây dựng ra một cái giáo án này, cũng như là trong quá trình học của các bạn, Nam sẽ đồng hành với các bạn, và Nam biết là tốn rất nhiều thời gian để giải đáp cho từng người, từng bạn rất là bận việc. Đôi khi các bạn hỏi cả ngày cả đêm chả biết lúc nào các bạn hỏi, nhưng mà Nam vẫn sẵn sàng trả lời cho các bạn. Và với chương trình này nếu là 10 triệu nó cũng xứng đáng à. Nhưng bây giờ các bạn không cần phải hết 10 triệu đâu. Nam sẽ cho các bạn xem, các bạn cần phải xác nhận lại cho Nam những cái mong muốn của các bạn, hiểu biết đúng về Google, có chiến lược quảng cáo Google hiệu quả, và các biết cách setup quảng cáo Google chuẩn. Bạn muốn là quảng cáo Google rẻ hơn đối thủ của mình, bạn muốn là không cần phải lệ thuộc nhân viên hay là đối tác quảng cáo, muốn làm chủ việc marketing online, thì Nam sẽ chỉ cho các bạn đây là khóa học làm chủ của Ad 2024. 2024 vì nó là cập nhật những cái mới, vì Google Ad sau khi có AI nó đã khác, SEO sau khi có AI nó đã khác, cho nên là năm 2024 này chúng ta phải cập nhật lại nha, những kiến thức. Và dành những người không chuyên, nếu các bạn mà không có thành thạo về công nghệ thông tin thì đó các bạn cũng được sợ, các bạn chỉ cần có máy tính thôi thì các bạn có thể học được. Chưa có máy tính thì các bạn mua chẳng có vấn đề gì cả, vẫn chúng ta cố gắng, ngày nào cũng sẽ đồng hành với các bạn. Chi tiết khóa học Việt Nam nói rồi, và bây giờ chúng ta cần phải đầu tư số tiền là, thay vì là chúng ta đóng 6,8 triệu trước khi mà có dịch bệnh thì Nam đã tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, Sài Gòn, thì Nam tổ chức là 6,8 triệu, như bây giờ thì chúng ta chỉ cần hết 3.990.000 đồng thôi, được chưa? Và cụ thể chương trình là như thế này, là chúng ta chỉ cần là chúng ta sẽ học là 4 buổi qua Zoom và hỗ trợ riêng một một trong một năm qua Zalo, được chưa? Chúng ta được tặng những phần quà, thì Nam xin xác nhận lại những cái phần quà như thế này. Thứ nhất là một mẫu website tại internet, giá là 3 triệu, cài không giới hạn domain, chúng ta có thể cài cho n website của chúng ta đều ok hết, được chưa? Tặng khóa học trở thành chuyên gia quảng cáo Google tại Unica, được chưa? Trị giá của nó là 1 triệu. Rồi tặng khóa học thiết kế website không người biết lập trình tại Unica, trị giá của nó là 600. Cả hai cái quà tặng này là 1,6 triệu. Tặng plugin SEO website trong một năm, plugin là rank mắt đó, một plugin tốt nhất cho SEO hiện nay. Rồi tặng gói khám tài khoản quảng cáo Google trị giá 3 triệu đồng, đây là một cái quà đặc biệt và những anh chị em trước đó không có. Đấy, bây giờ Nam sẽ tặng cho các bạn như thế này. Tiếp tục là mới chỉ giá là 3.990.000 nhưng chỉ dành cho 20 học viên đăng ký nhanh nhất thôi. Đấy, nếu các bạn cảm thấy là trong buổi tối ngày hôm nay như thế này, các bạn đã học được nhiều điều, các bạn đã học được nhiều điều và cảm thấy hữu ích, và các bạn muốn nhận được nhiều hơn, các bạn tin tưởng rằng sau khi mà các bạn trả tiền cho một khóa học này thì các bạn sẽ được nhận được thật nhiều. Và đây cũng chỉ là một chi phí rất nhỏ so với cái sự lãng phí của các bạn khi chạy quảng cáo Google thôi. Cho nên là các bạn nếu mà đăng ký thì các bạn hãy chuyển khoản cho công ty Unica, sau đó các bạn hãy chụp lại màn hình gửi vào nhóm Zalo của các bạn để cho mọi người được biết và ban tổ chức được biết để sắp xếp lớp, được chưa? Các bạn hãy nhìn màn hình, nếu các bạn cảm thấy là ok với chương trình này thì các bạn hãy để lại, hãy chuyển khoản, hoặc là các bạn hãy để lại số điện thoại thì Nam sẽ tư vấn riêng cho các bạn trước khi bạn đăng ký nhé. Thì ban tổ chức cũng sẽ gửi lại
Ban tổ chức cũng sẽ liên hệ với các bạn nếu các bạn để lại số Zalo. Hiện nay là có bạn Lưu Viết Tình đã để lại số Zalo, số điện thoại di động. Ngoài ra có bạn bảo là em muốn trả góp hàng tháng có được không? Thì bạn liên hệ với ban tổ chức nhé. Bạn không đủ số tiền là 3.990.000 thì các bạn có thể đặt cọc trước 1 triệu đã để mà bạn giữ chỗ, giữ ưu đãi này. Bạn cứ đặt cọc 1 triệu đã, rồi sau đó là từ từ là ban tổ chức sẽ làm việc với bạn xem là nó sẽ như thế nào. Đấy. Rồi tiếp tục là một số câu hỏi nữa này. Thầy cho em xin Zalo của thầy được không? Được nhé. Bạn liên hệ với ban tổ chức để ban tổ chức cấp cho bạn Zalo của Nam, thì bạn có thể hỏi Nam bất cứ một điều gì. Bạn Nguyễn Hoàng, em muốn đăng ký khóa học để xin việc công ty làm có ok không thầy? Tại em năm trước bị thất nghiệp, em cảm ơn. Bạn đăng ký chương trình này là quá đúng, bởi vì đơn giản là đối với bất kỳ một công ty nào người ta cũng cần khách hàng, mà để có khách hàng thì cần phải biết cách quảng cáo nhá. Để có khách hàng thì cần phải biết cách quảng cáo, và bạn lại là người biết cách quảng cáo. Bạn học xong thì có Unica cấp chứng chỉ cho bạn, và điều đó thì sẽ làm đẹp cho hồ sơ của bạn, và bạn sẽ nhanh chóng gây được sự chú ý của ban tuyển dụng. Và nếu như bạn chứng minh được cái năng lực của mình sau khi mà học cái chương trình này của Nam, đối với nhà tuyển dụng thì họ sẽ cực kỳ yêu mến bạn. Đó, bây giờ lựa chọn là của bạn thôi. Đầu tư có vài triệu đồng mà chúng ta lại có ngay một cái vé ngon lành cho một cái đường sự nghiệp của ta phía trước. Cái chương trình này rất phù hợp với những ông giám đốc, những công ty nhỏ, công ty nhỏ nhé. Rồi khi mà chúng ta không muốn là lệ thuộc vào nhân viên hay là lệ thuộc vào những cái bên mà chạy quảng cáo thuê, vì đơn giản là người ta có thể tâm huyết với mình trong một giai đoạn này, nhưng mà ai biết được ngày mai rất là nhiều thứ thay đổi nhưng người ta lại không có điều chỉnh gì quảng cáo của ta cả. Đó là lý do mà nhiều bạn chạy quảng cáo hiệu quả chỉ có một thời gian thôi, sau đó lại không hiệu quả nữa. Đó. Và phải làm chủ với sự thay đổi này khi mà chạy quảng cáo đã có AI rồi. Và trong vòng có một buổi như thế này, mặc dù là rất là cố gắng, mọi người thấy đấy, Nam cố gắng nói thật là nhanh để cho nó nói được thật nhiều cho mọi người, nhưng mà nó chỉ là thời gian có giới hạn. Như vậy là mặc dù cố gắng, mặc dù mong muốn là chia sẻ thật nhiều cho anh chị em, nhưng thời gian có hạn nên chúng ta đành hẹn nhau trong một cái chương trình khóa học chuyên sâu trong vòng 4 buổi tối để chúng ta đồng hành với nhau được dài hơn, và chúng ta sẽ đồng hành với nhau không chỉ là 4 buổi tối đó mà còn là sau và trong cái chương trình đó thì Nam sẽ hướng dẫn, giải đáp cũng như là tư vấn cho các bạn rất là nhiều. Bây giờ Nam hãy cho các bạn xem đây là cái nhóm đây là cái nhóm mà Nam đã chia sẻ. Thì ở đây sau cái buổi 1 là sẽ có link của cái video quay của cái buổi 1 đó, K4 đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta còn có rất là nhiều cái hỗ trợ tư vấn riêng cho từng người. Đấy, còn Nam một chat riêng cái từng từng anh đúng không ạ? Những người ở đây được chat riêng và Nam khám riêng cái website cho họ. Đấy, được không? Rất là nhiều. Đấy, rồi ngoài ra là Nam còn đối với mỗi học viên thì Nam sẽ tặng nhậu website, rồi Nam cài. Nam nói chung là những ai mà là học viên của Nam thì Nam hỗ trợ cho họ rất là nhiều. Đấy, rồi sau mỗi bài thì còn có bài tập, mỗi buổi học thì có bài tập đó, thì Nam xem là bài tập của họ cung cấp cho Nam như thế nào để xem là cái bài ở đó họ học có hiểu hay không, rồi Nam còn chấm bài cho họ. Đấy là những gì mà Nam đã làm, vì Nam muốn là 100% những người học chương trình của Nam đều phải hiệu quả đó, 100%, vì Nam sẽ cố gắng hết sức để mà đáp ứng được những cái kỳ vọng của các anh chị em, khi mà các anh chị em đã phải chi cả thời gian, cả tiền bạc, cả niềm tin vào chương trình Nam và công ty Unica. Và các bạn thấy là nếu như các bạn muốn là doanh nghiệp, muốn là đăng ký học và được xuất hóa đơn thì công ty Unica sẽ xuất hóa đơn đó cho các bạn, cho các doanh nghiệp, để giúp cho các doanh nghiệp là có được cái chi phí đầu vào hợp lý, để tiết kiệm được cái chi phí được thuế nhé. Bộ quà tặng và phí ưu đãi này chỉ áp dụng cho những người đăng ký tối nay thôi. Chúng ta hãy nhớ là chương trình này là cực kỳ đặc biệt với cái giá như thế này. Nam đã tặng cho các bạn một cái gói của trị giá là 3 triệu đồng. Đây là cái giá thật sự mà Nam đang làm cho khách hàng. Và vì các bạn là khách hàng của Nam, là học viên của Nam, cho nên là Nam sẽ có những cái ưu ái cao nhất có thể cho các bạn nhá. Còn nếu mà Nam làm website cho mọi người thì Nam sẽ cũng phải thu 3 triệu, cộng với lại hosting tên miền là Nam sẽ thu ít nhất là 4 triệu rưỡi một website, được chưa? Rồi Nam tặng khóa học của trên Unica là chữa học chuyên gia quảng cáo Google.
À, Liên Minh Ca thì đây các bạn có thể xem này. Khóa học này trở thành chuyên gia quảng cáo Google. Đấy, thì đây, khóa học này nếu như các bạn không phải là viên của Nam để được tặng thì cái này các bạn sẽ phải mua là 99.000. Thì các bạn mua thì các bạn có thể là học cùng với lại nhân viên nào cùng với vợ hoặc chồng hoặc bạn bè của chúng ta cũng được. Đó, chúng ta có thể share cho mọi người học cũng được nữa. Chúng ta không cần phải mất tiền mà chúng ta được học những cái này. Đó, được chưa? Rồi kể cả là trong khóa học qua Zoom như thế này, các bạn cũng được học cùng với lại vợ, chồng, bạn bè của chúng ta. Không ai giới hạn các bạn điều đấy cả. Mỗi khi mà đến buổi học, chúng ta có thể rủ bạn bè của mình tập trung lại, chúng ta học cũng được. Đấy, Nam cũng không giới hạn điều đó. Và Nam mong là các bạn học được thật nhiều điều và cũng mang tính là phổ cập về quảng cáo Google Ads cho cộng đồng. Đấy, với một mức phí nó đủ để trả công cho những cái gì mà cố gắng của Nam cũng như là cái công sức mà Nam đã dành cho các anh chị em, thì nó chính là cái thù lao xứng đáng của Nam. Và nếu các anh chị em nào cảm thấy là cần hoặc rất cần cái chương trình này để mang cái sản phẩm của chúng ta đến với Google, đến với khách hàng nhanh nhất thông qua công cụ Google. Ngoài ra thì không chỉ là học về Google Ads, chúng ta còn có thể biết được thông qua cái cách mà Nam chia sẻ thì các bạn cũng học được rất là nhiều điều. Trong đó thì Nam ứng dụng AI trong nhiều thứ, thì các bạn cũng có thể học được về AI. Đó, ngoài ra thì các bạn học chương trình này thì Nam sẽ dạy cho các bạn cái cách để các bạn có nhận được cái quà tặng mã khuyến mại là 5 triệu 6 của Google. Cái điều đó thì rất là ít người chia sẻ. Hầu hết là chúng ta cần phải mua đâu đó một cái tài khoản như vậy, và nhiều khi là tài khoản như vậy thường bị khóa. Không? Nhưng chúng ta đường đường chính chính chúng ta làm thì chúng ta sẽ không cần phải mất tiền. Như vậy là khóa học này chúng ta mua một cái là chúng ta được lãi rồi. Được lãi thứ nhất là quà tặng, thứ hai là được lãi từ khuyến mại của Google. Đấy, thì tất cả những cái gì mà Nam chia sẻ các bạn đều mong muốn là các bạn nhận được thật nhiều điều với một mức chi phí nó rẻ nhất. Trên đây là những cái tâm huyết của Nam. Nam chia sẻ các bạn về chuyên môn của mình cũng như là cái tâm huyết vừa có chuyên môn vừa có trái tim với lại các bạn. Hy vọng là các bạn cảm nhận được cái điều đó. Nếu như các bạn còn phân vân ở cái điều gì đó thì hãy chia sẻ cho Nam biết. Nam sẽ giúp đỡ các bạn. Các bạn cũng có thể để lại số điện thoại ở trên cái nhóm Zalo của các bạn với cú pháp là số điện thoại cộng giữ ưu đãi để ban tổ chức có thể gửi lại cho các bạn nhé. Ban tổ chức có thể gửi lại liên hệ với các bạn để tư vấn thêm cho các bạn và có thể kết nối với Nam. Nhiều bạn mà chưa có đủ 3 triệu 990.000 thì có thể thanh toán trước 1 triệu đồng để giữ ưu đãi này. Rồi, các bạn có câu hỏi về cái chương trình này. Một số anh chị em là trước khi mà sau khi mà học ở buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã hỏi Nam là thầy có học Google Ads hay không, thì đây chính là cái chương trình này nhá. Thì các bạn cũng đã biết đấy, chương trình này nó chỉ đắt hơn cái chương trình sale có một chút thôi đấy, nhưng mà nó chứa quá nhiều điều hay, chứa quá nhiều cái điều tốt nha. Và chúng ta hãy nhớ là cái ưu đãi này nó có giới hạn là 20 học viên. Và đây là một cái chương trình trong trước năm trước Tết năm 2024 âm lịch,